Rồi, em Minh xin chào quý cô chú anh chị khách hàng gần xa nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị một cái máy cài M6040 nhập từ Thái ha. Thì máy này thì nó có bao gồm bộ sáy cài đầy đủ nha anh chị em. Trước hết thì đây là máy 60 mã lực nha. Đó, 60 mã lực. Để em quay sơ sơ cho anh em xem. Trước hết là quay cái động cơ trước nha. Đây. Cái này quay hơi tối anh em thông cảm nha. Em quay tổng thể đó. Cái bánh sau của nó em tìm số vỏ của nó đây 16.928 nha. Còn số vỏ trước đây ha 9.522. Rồi em đảo một vòng cái máy này đây. Em quay chiều cho nên nó cũng hơi không được sáng cho lắm nha. Đây là phần động cơ của nó đây. Em zoom lại cho gần anh em dễ thấy. Đó, mấy con này là liền lạc hết trơn nha anh em. Đây là máy Thái nha. Thì máy này em sẽ bao dọn cho anh em hết luôn nha. Ba bảo dưỡng bao dọn hết tất cả luôn ha. Từ A đến Z. M6040. Mâm của nó đi nha. Mâm nó cài 6040. Còn 70 thì nó sẽ có thêm tạ nữa. Đây, còn sau đó đây ha. Máy này thì có sẵn, anh em cứ đánh test thoải mái nha. Nếu thì lấy nha anh em. Gai vỏ còn cao ha, gai vỏ còn ok lắm. Mùi còn đẹp. Có một cái nút nhỏ nhưng mà em sẽ làm lại cho anh em luôn. Đó. Đây là cái lưới bảo vệ của nó, còn đây cái đèn thì em đánh ra được nha. Để do em để nguyên pin cho anh em dễ lựa thôi. Rồi, vì đã sơ lược về cái bộ số của nó đây ha. Này thì từng rùa từng hỏi với số gie nó về đây. Còn bên đây là VTO quay dàn sới, đây là nâng hạ dàn cái đợt sau, đây là nâng hạ cái ủi trước. Đây, còn phần đây là số của nó đây ha. Để em về cho anh em xem luôn. Thì em sẽ quay cái số máy của nó nha anh em. Cái máy trên em dễ tìm nha. Đây, cái này nó hơi mờ nha. Cái này là 1198 gì đây. Đó, 1198 nha. Đó, cái máy này 1198. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều nha.